Xin chào các bạn khán giả của Tết Trần TV. Lúc này thì mình đang có mặt trên sân vận động Cẩm Phả rồi. Đáng lẽ ra cái clip này sẽ là những thông tin rất đáng chú ý buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai làm quen sân vận động Cẩm Phả để chuẩn bị cho trận đấu gặp câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Thì lúc này mình đang nhận được một thông tin, đó chính là việc mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã trở thành F2 trong cái trường hợp mà gặp một cái người bạn rất là thân thuộc diện F1. Và lúc này thì trận đấu giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Hà Nội đang đứng trước nguy cơ phải tạm hoãn. Và nếu trong trường hợp mà cặp đấu này tạm hoãn thì đồng nghĩa việc là tất cả các trận đấu còn lại của vòng 13 V-League 2021 cũng sẽ phải tạm hoãn, và Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ không thể thi đấu với câu lạc bộ Than Quảng Ninh trong ngày mai được. Đây là một thông tin mình cập nhật cho các bạn rất nóng tại sân vận động Cẩm Phả. Có lẽ là lúc này khi các bạn nhận được thông tin của mình thì các bạn cũng đã lắng nghe được hoặc là xem được rất nhiều những cái thông tin khác rồi. Và chúng ta cùng chờ đợi xem là cái vòng đấu 13 V-League 2021 sẽ được tạm rời đến thời gian nào, và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, các cầu thủ khác của các câu lạc bộ khác sẽ làm gì trong quãng thời gian tiếp theo. Cùng quay ngược thời gian với đầu buổi tập thì các bạn thấy là lúc này thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có mặt tại sân vận động Cẩm Phả. Đây cũng là lúc mà câu lạc bộ Than Quảng Ninh kết thúc buổi tập của mình, và rất giống với cái hình ảnh mà hôm tập tại Quang Hanh mình cũng ghi lại, đó chính là việc hai đội bóng này sẽ có những cái sự gặp gỡ, sẽ có những sự chào hỏi nhau trong cái quãng thời gian gặp nhau ở trong buổi tập này. Và cũng rất tiếc là họ cũng chỉ gặp nhau buổi tập này thôi, và để đến được trận đấu thì cũng phải chờ thêm thời gian, bởi vì các bạn biết rồi, lúc này thì tình hình dịch bệnh đã khiến cho giải đấu phải tạm hoãn, và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã trở thành các trường hợp F2, và trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Hà Nội đã phải hủy hoãn rồi, đúng là hoãn rồi. Rồi không sao, nhưng chúng ta đây là lúc mà các cầu thủ chưa biết thông tin, bản thân mình lúc này cũng là chưa biết thông tin này. Đấy, các bạn thấy lúc này thì các cầu thủ rất niềm nở, vui vẻ, các trưởng đoàn bắt tay nhau, Văn Toàn trêu chọc đứa con trai của Hải Huy. Đấy, rồi rất nhiều những người đồng đội cũ gặp lại nhau, đặc biệt là chúng ta thấy có Huỳnh Tuấn Linh vẫn như thường lệ bắt tay chào hỏi Nguyên Sa, nói chuyện với cả Hữu Tuấn, những người đồng đội tại những người đồng hương tại Đà Nẵng. Đấy, Văn Thanh thì lại gặp Thanh Hiền, những người đã từng ăn cơm tuyển với nhau. Nếu mình nhớ không nhầm, Thanh Hiền đã từng được triệu tập lên thời huấn luyện viên Hữu Thắng, và Văn Thanh cũng thế. Xuân Tú gặp Văn Thanh và cười nói rất tươi. Đấy, các bạn thấy các cầu thủ gặp gỡ nhau rất là tươi. Trong sân thì họ là đối thủ, nhưng mà ở ngoài thì đương nhiên rồi, họ là những người bạn, người anh em chơi với nhau, thậm chí là còn khá thân thiết nữa cơ. Kia Tisak cũng là một người mà có thể nói là đây là lần đầu tiên Kia Tisak đến Cẩm Phả các bạn ạ. Thời còn thi đấu thì lúc đó câu lạc bộ Than Quảng Ninh chưa lên hạng, và huấn luyện viên Kia Tisak cùng Hoàng Anh Gia Lai thì thi đấu ở V-League vào cái mùa giải mà lúc đó thì Than Quảng Ninh chưa lên hạng, và chính vì thế mà Kia Tisak nói đây là lần đầu tiên đến Cẩm Phả. Đây là cuộc gặp rất đặc biệt của Kia Tisak với con trai của Hải Huy. Nếu các bạn vào kênh Hậu Trường Bóng Đá thì các bạn sẽ được xem cái buổi nói chuyện của huấn luyện viên Kia Tisak với con trai của Hải Huy. Bạn hãy vào đó subscribe, đó là kênh của anh em ekip của Tech Trần TV. Đấy. Như thường lệ thì Kia Tisak vẫn rất thân thiện, gặp gỡ, giao lưu, chào hỏi người hâm mộ, những hình ảnh rất quen thuộc. Với cái diễn biến mà khi chưa có thông tin liên quan đến dịch bệnh thì các bạn thấy là cả hai đội đều rất sẵn sàng rồi. Với Than Quảng Ninh thì họ đã sẵn sàng chuẩn bị rất kỹ càng, đặc biệt là với cái mục tiêu ở lại top 6 sau một cái mùa giải khó khăn, việc nợ lương rồi là việc sân tập không được như ý muốn, thì lúc này thì mong muốn của Hoàng Ninh theo mình tìm hiểu đó là đạt được ít nhất một điểm trước đối thủ đang đứng ở trên đầu bảng xếp hạng. Còn với Hoàng Anh Gia Lai thì họ mong muốn có được 3 điểm để tiếp tục duy trì cái cảm giác đứng ở trên đỉnh của V-League, và mong muốn của họ cũng có thể nói là chức vô địch năm nay. Cơ hội lớn hơn bao giờ hết khi mà các đối thủ lớn của họ đã bị hụt hơi, ví dụ như Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh, tưởng chừng như những đối thủ mạnh, đặc biệt là về tài chính cũng rất là có lực, thì đang bị hụt hơi rất là nhiều. Chỉ còn sót lại đúng Viettel được coi là một trong những đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay mà thôi. Với tình hình hiện tại thì mình đoán là
trong cái trận đấu lượt về ở các đội bóng tại top 6 thì cả Hoàng Gia Lai vẫn Viettel sẽ gặp lại nhau thôi. Không biết là họ sẽ gặp lại tại đâu. Đấy, ở trận đấu lượt đi thì các bạn còn nhớ là Viettel đã gặp Hoàng Gia Lai tại sân Hàng Đẫy và Hoàng Gia Lai đã bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 3-0 hay 4-0 gì đấy. Hoang mang thế. Đây là một cái chiến thắng mà khiến nhiều người bất ngờ và từ đó trở đi là Hoàng Gia Lai đã liên tiếp có những cái trận đấu thăng hoa và giành được những kết quả thực sự là khiến người hâm mộ nức lòng. Đúng không? Với Thác Quảng Ninh thì mình nghĩ rằng đội bóng này cũng không phải là một đội bóng dễ bắt nạt. Đặc biệt là các bạn thấy trước khi mà có những thông tin liên quan đến việc nợ lương bị public thì các cầu thủ Thác Quảng Ninh đã thi đấu rất là tuyệt vời. Nhiều người trêu rằng là nợ lương thì cầu thủ Thác Quảng Ninh khéo còn đá hay hơn lúc mà được trả lương. Vì từ lúc trả lương thì Thác Quảng Ninh đã gặp những cái kết quả không được tốt. Trận đấu gặp Bình Định có được một điểm cũng rất là tốt với họ rồi và họ đang cố gắng tiếp tục có điểm số trước thầy trò huấn luyện viên Kitisak để có thể ở lại top 6. Với mục tiêu của đội bóng Thiết Mỏ thì năm nay ở lại top 6 là một thành công, là đạt được chỉ tiêu rồi. Còn lại thì với Hoàng Anh Gia Lai thì sẽ là chức vô địch, điều mà họ đang khát khao sau rất nhiều năm. Từ cái thời huấn luyện viên Kitisak còn thi đấu thì cũng phải hơn 10 năm rồi. Hoàng Anh Gia Lai chưa thể có được cái chức vô địch V-League. Và lúc này thì toàn đội đang rất sẵn sàng. Và đấy các bạn thấy không ạ, trước khi có thông tin về dịch bệnh thì các cầu thủ cũng như huấn luyện viên Kitisak cười nói rất là vui đó. Và tập trung nữa. Mình dự được điểm qua một số những cái bài tập trong quãng thời gian 15 phút được tác nghiệp ở đây thôi. Theo lịch thì đáng ra là những cái buổi tập như thế này thì chúng mình sẽ không được phép tác nghiệp đâu. Tuy nhiên là theo những người làm truyền thông của câu lạc bộ Gia Lai thì những cái khoảng thời gian khởi động như này thì không ảnh hưởng quá nhiều liên quan đến chuyên môn và các cầu thủ sẽ chủ yếu là khởi động. Chính vì thế mà mình sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh cơ bản như thế này để các bạn có thể cảm nhận được cái việc làm quen sân của một đội bóng, đặc biệt là câu lạc bộ Gia Lai đang đứng đầu trong xếp hạng. Thì mình nghĩ rằng cũng có nhiều người quan tâm đến những bước chạy, dù chỉ là những bước chạy rất là nhỏ của những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Duy. Đúng không? Với cái việc mà thiếu vắng Cung Phượng trong trận đấu do thẻ phạt thì như hôm trước mình có nói, nhiều khả năng là Nguyễn Trung Đại Dương sẽ là người được sử dụng đối đầu với đội bóng Đất Mỏ, một đội bóng mà đang cũng gặp những kết quả lủng củng, không thực sự tốt. Thì biết đâu Nguyễn Trung Đại Dương sẽ thể hiện được cái vai trò của mình, chơi bên cạnh có thể là Văn Toàn, Brandao, đằng sau có thể là Minh Vương, Tuấn Anh, Xuân Trường. Đó là những cái quan điểm của mình. Không biết cụ thể vào thì huấn luyện viên Kitisak sẽ thay thế như thế nào. Ở cuối cái buổi ở cái video này thì các bạn sẽ được nghe cái buổi phỏng vấn của mình với huấn luyện viên Kitisak, những cái chia sẻ của huấn luyện viên Kitisak khi mà ông nhận được cái thông tin liên quan đến việc giải đấu bị hoãn, đặc biệt là cái sự chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Kitisak rất kỹ càng để chuẩn bị cho cái trận đấu trên đất Cẩm Phả. Cũng thông tin bên này cho các bạn là ngay sau khi có thông tin bị hoãn thì đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 7 tháng 5, tức là ngày mai đấy. Theo những cái gì các bạn đang theo dõi thì là ngày mai, ngày 7 tháng 5 thì đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung và chuyến xe riêng chở Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương, thậm chí cả Dũng Quang Nho, những cầu thủ U22 nữa cũng sẽ lên Hà Nội và tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho các cái buổi tập tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đó, và buổi sáng ngày 7 tháng 5 thì nhiều khả năng là đội ăn sáng xong và các cầu thủ đó sẽ di chuyển. Mình sẽ cố gắng gửi đến các bạn những hình ảnh đó trên các cái kênh khác nhau của trang TV. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe kênh Hậu Trường Bóng Đá, kênh Break Time Show. Đặc biệt bây giờ mình cũng đang làm việc với bên Dân Việt, báo Dân Việt, và các bạn có thể subscribe thêm kênh Thể thao Dân Việt, các bạn sẽ được xem thêm những sản phẩm của Tech Trần TV các bạn nhé. Thì ngày mai mình sẽ cố gắng gửi đến các bạn những hình ảnh đó. Chúng ta sẽ chờ đợi xem các cầu thủ lên chuyến xe riêng và hành trang lên Hà Nội như thế nào. Bên cạnh đó thì chắc chắn rồi, quãng thời gian mà đội tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội thì mình cũng sẽ có mặt để gửi đến các bạn tất cả những cái buổi tập của đội tuyển Việt Nam để xem là tình hình tập luyện của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam như thế nào. Chúng ta thấy Bắc và cũng xin thông tin với các bạn là lúc này thì cũng đã có một bản danh sách lại mới nữa của đội tuyển Việt Nam, khi mà dù hôm trước 5 tháng 5 hôm qua thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố một cái danh sách
Tuy nhiên hôm nay thì mới có thêm một vài danh sách mới nữa, và theo mình được biết thì đó mới là danh sách chính thức mà huấn luyện viên Park Hang-seo gửi đến cho rất nhiều các cầu thủ để yêu cầu triệu tập đến các cầu thủ, đặc biệt là những cái tên tưởng chừng như không có mặt thì lại có mặt, ví dụ như Minh Tùng, Đức Huy. Đấy, còn những cái tên tưởng chừng như có mặt thì lại không có mặt, ví dụ như Võ Huy Toàn lại không có mặt rồi. Đó. Cụ thể nếu các bạn muốn xem cái thông tin liên quan đến danh sách chính thức thì các bạn có thể like cái fanpage Hậu Trường Football ở trên Facebook, hay các bạn có thể vào tab cộng đồng của Hậu Trường Bóng Đá để các bạn theo dõi thì sẽ có danh sách chính thức. Cùng quay trở lại với hình ảnh thì các bạn, đây là lúc mà các trọng tài bắt đầu nhận được thông tin liên quan đến việc các cầu thủ số 5 Nghệ An là trường hợp F2 và giải đấu có nguy cơ tạm hoãn. Đó, các bạn thấy rất nhiều các trọng tài đang cắm đầu vào chiếc điện thoại, đang khởi động, đang tập tành thì cắm đầu vào chiếc điện thoại. Thậm chí huấn luyện viên Kesak sau khi biết được thông tin thì đang cười trừ rồi. Đấy, nhiều khả năng là đội sẽ kết thúc cái hành trình tại Cẩm Phả bằng những buổi đi ăn hải sản cho nó vui. Cũng thêm thưa các bạn là cuối buổi tập đây nhá, hình ảnh đây là hình ảnh đầu buổi tập này, chuẩn bị chuyển sang hình ảnh cuối buổi tập này. Hình ảnh cuối buổi tập là hình ảnh mà chúng mình được phép tác nghiệp, và đó cũng là cái lúc mà các cầu thủ như Tuấn Anh, Hữu Tuấn được tổ chức sinh nhật. Đó. Được tổ chức sinh nhật, và trợ lý Kim nữa, trợ lý Kim người Hàn Quốc được tổ chức sinh nhật. Và đây cũng là những hình ảnh gần cuối cùng mình gửi đến các bạn trên kênh Tất Trần TV trong video này. Đó, họ sẽ chụp ảnh, họ sẽ chúc mừng sinh nhật, hát cái bài Happy Birthday, thậm chí là chát bánh kem lên nhau. Các bạn hãy cùng quan sát rất là kỹ nhé. Một cái buổi tập cuối buổi thì các bạn đừng quên xem cái phỏng vấn của mình với huấn luyện viên Kesak. Đó. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn hãy cùng tận hưởng những giây phút này. Mình xin dành thời gian cho các bạn cùng tận hưởng các bạn nhé. Yeah.
What do you feel when you hear the match with to cancel tomorrow? Actually, we are ready to play, but we must follow VFF. We must follow the how to protect the COVID-19. I think it's for safe for everybody. That is we respect. Yep. The team have a good prepare for the match. Yeah. But now. Yeah. I think it's any team the same. Yeah. Every team prepare for the match for tomorrow. But I think maybe we can come back. Yeah. Because we just waiting, and then we give a player to join the national team, and then we look forward. I want to make sure Vietnamese fans must be safety. All right. Have yeah. So have you thing to say with the fans, with the player, with the yeah? Now we honor like this first leg. We could. Resolve, and then we have the more plenty game. Yeah, this is we waiting until the V-League can start again. Yeah. So what's your plan of the team when the planning? The planning is maybe if tomorrow we let the on the player rest 2 weeks, maybe 2 weeks first, and then some national team player maybe. Go to back home to prepare to join the camp. Yeah, that is the first step. Yep. Can I ask one question? Yeah. So how about when the player in the line join the national team, and how about the plan with Hoàng Gia Lai, both players? Yeah. Now I think is we separate two team, right? Mm-hmm. One join to the camp to national team, and then after that some player go back to. Visit your family, mm-hmm. and then we call back again. We have the update. Mm-hmm. Let the send message to them. Yeah. How about the player come back to family? Any training? Yeah, we have the program. Mm-hmm. I mean, maybe they must send the how to be fit, and then we have the program for them. Yeah. Thang Quang Ninh talk with the reporter about the Van Tuan is the best player right now. How do you think about this? Actually, everybody know Van Tuan the quality already. Yeah, I think so. Yeah, but uh-huh. Now we have the big target in this season. Maybe Van Tuan can show more than.